안녕하세요. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video bài giảng tiếng Hàn sơ cấp của Trung tâm Tư vấn Du học ES. Hy vọng là với những video này thì ES có thể đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục tiếng Hàn. Hôm nay sẽ là bài 11 của sách giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam, đó chính là bài ngày xì thời tiết. Và video này sẽ là video về từ vựng cơ bản khí bông ngọ hỉ. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chủ đề là các mùa ở trong năm. Ở đây mùa của chúng ta sẽ có từ kéthol. Kéthol có nghĩa là mùa. Đầu tiên, mùa mà trăm hoa đua nở, chúng ta có mùa xuân đúng không? Mùa xuân ở trong tiếng Hàn chúng ta có từ hồng. Hồng là mùa xuân. Tiếp sau mùa xuân chúng ta đến với mùa hè. Mùa hè thì chúng ta có từ yeoreum. Yeoreum. À, từ này thì chúng ta cũng đã được học ở những bài trước rồi đúng không nào? Yeoreum, mùa hè. Và tiếp theo chúng ta có từ mùa thu. Gaeul. Gaeul là mùa thu, các bạn nhớ uốn lưỡi nha. Gaeul. Mùa cuối cùng ở trong năm chúng ta sẽ có mùa đông. Gaeul là mùa đông. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với các từ vựng thuộc chủ đề Naeshi, thời tiết. Ở đây thời tiết của chúng ta khi mà thời tiết ấm áp chúng ta sẽ có từ Tatutata. Tatutata. À, ấm áp ở đây các bạn lưu ý nha, khi mà Siop này nó cộng với Hiut thì ở đây nếu mà phụ âm cuối thì chúng ta sẽ phiên âm nó là âm tờ đúng không ạ? Và ở đây chúng ta sẽ phiên âm là âm hát. Vậy thì khi tờ và hát này nó kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ có âm thờ đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đọc là thiệu ta tư tha tả. Ta tư tha tả là ấm áp này các bạn. Các bạn lưu ý về cách phát âm của từ này nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với từ để có thể diễn tả mùa hè, đó chính là từ hợp tả. Hợp tả có nghĩa là nóng. Rồi tiếp theo chúng ta có xa xa ra tả. Xa xa ra tả có nghĩa là xe xe lệnh. Xa xa ra tả. Tiếp theo một cái từ để có thể thể hiện được cái lệnh giá của mùa đông, chúng ta có từ chức tả. Chức tả có nghĩa là lệnh. Ở trong tiếng Hàn có khá là nhiều từ để có thể miêu tả được cái lệnh, vì thời tiết ở Hàn nó khá là khác biệt so với Việt Nam. Thế nên là hôm nay mình sẽ bổ sung cho các bạn về tất cả những cái từ vựng mà nói về độ lệnh. Ở đây mình sẽ chia ra 4 cấp độ lệnh nha các bạn. Ở đây cấp độ đầu tiên chúng ta có cấp độ 1 là mát mẻ đúng không? Mát mẻ thì chúng ta có từ siwanata. Siwanata, thời tiết khá là mát mẻ. Thì đây là một cái thời tiết mà mang đến cái sự dễ chịu cho chúng ta. Nó sẽ xóa tan đi một cơn nóng mùa hè. Và ở thời tiết này thì chúng ta sẽ không đổ mồ hôi nha các bạn. Đây là cấp độ 1. Rồi chúng ta sẽ tiến dần lên một cấp độ nữa, đó chính là cấp độ 1.5. Ở đây nó là mát lạnh nha các bạn. Honorata. Honorata là cấp độ mát lạnh, tức là nó khá là mát mẻ, tuy nhiên nó có một chút gì đó hơi lạnh của thời tiết. Thì hầu như là cái từ này nó gần bằng với siwanata, nhưng mà chúng ta sẽ đẩy mạnh hơn một tí về cái sự mát mẻ, cái sự lạnh ở đó. Thì chúng ta có cấp độ 1.5. Honorata. Honorata. Rồi tiếp theo chúng ta có cấp độ 2. Sonsonata. Thông thân ha bạn. Ở đây từ này mình sẽ dịch là lệnh lệnh. Thông thân ha bạn. Thông thân ha bạn này thì nó sẽ là một cái cảm giác lệnh lệnh do gió thổi, và nó sẽ miêu tả được cái thời tiết vào buổi sáng này hoặc là buổi tối của những cái ngày đầu thu. Thì chúng ta sẽ có từ thông thân ha bạn. Rồi tiếp theo từ mà chúng ta học ngày hôm nay đó chính là ha sa ra bạn. Sai sai ra tả là xe xe lệnh. Ở đây thì mình sẽ đánh giá cấp độ lệnh nó ở cấp độ 3, tức là cái cảm giác mà xe xe lệnh khi mà thời tiết mang lại cho mình. Thì đây là cái cảm giác mà các bạn sẽ đón những cơn gió đầu mùa đông, thì chúng ta sẽ có sai sai ra tả là xe xe lệnh đúng không ạ? Tiếp theo khi mà diễn tả về cái lệnh của mùa đông, cái lệnh giá bước của chúng ta cũng có từ chức tả. Chúc tả. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng là vào cái thời tiết là 1-2 độ hoặc là dưới 0 độ C thì chúng ta sẽ sử dụng từ chúc tả nha các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với các từ vựng khác thuộc chủ đề này xỉ. Ở đây chúng ta sẽ có piga ota. Piga ota hoặc là piga nerida. Piga nerida có nghĩa là trời mưa. Piga ota. Piga nerida. Rồi tiếp theo chúng ta có mưa tạnh đúng không nào? Mưa tạnh thì chúng ta có 비가 그치다. 비가 그치다. Ở đây với hai mẫu này thì các bạn cũng đã biết từ 비 này có nghĩa là mưa rồi đúng không nào? Mưa thì chúng ta có từ 비. 비가 그치다. Mưa tạnh. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với 눈이 오다.
눈 니 오다 라 뜻으로 hoặc là 눈 니 내리다 눈 니 내리다 à được chưa? Ở tiếp theo tuyết ngừng rơi thì chúng ta sẽ có 눈 니 그치다 눈 니 그치다 là tuyết ngừng rơi. Tiếp theo chúng ta có 막다 막다 à hôm nay trời trong xanh quá thì chúng ta sẽ sử dụng từ 막다 để mà miêu tả về trạng thái trong xanh trong lành của trời đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta có từ 흐리다 흐리다 có nghĩa là trời âm u. Trước khi mưa thì trời nó sẽ 흐리다 đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta có 바람이 불다 바람이 불다 à 바람 có nghĩa là gió, 불다 có nghĩa là thổi. À, ở đây các bạn cũng có thể là miêu tả từ gió thổi này hoặc là các bạn thổi nến này thì chúng ta có từ 불다 à 바람이 불다 gió thổi. Rồi tiếp theo chúng ta có 구름이 끼다 구름이 끼다 là trời nhiều mây. 구름 ở đây có nghĩa là mây. 끼 là chúng ta 끼다 này chúng ta sẽ gom lại nó và có rất là nhiều đúng không? Mây nó đan chen vào nhau thì chúng ta sẽ có 구름이 끼다 là trời nhiều mây. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với 날씨 관련 어휘 tức là những cái từ vựng liên quan đến thời tiết. Ở đây chúng ta có từ 해 해 và đồng nghĩa với từ này chúng ta có từ 태양 thế à có nghĩa là mặt trời. Rồi từ tiếp theo chúng ta đã học này hì hì có nghĩa là mưa. Tiếp theo ngừng ngừng có nghĩa là tuyết. Rồi khu rừng khu rừng có nghĩa là mây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với chủ đề từ vựng khí ôn khí ôn tức là nhiệt độ không khí ở đây khí ôn khí ôn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có độ dương đúng nào dòng thẳng không sao thì tức là những cái độ mà nhiệt độ mà trên 0 độ C thì chúng ta có độ dương đúng không? Không sao không sao và trái nghĩa với không sao chúng ta có không hạ không hạ là độ âm dưới 0 độ C không hạ. Rồi từ cuối cùng mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay đó chính là thổ thổ có nghĩa là độ ví dụ là 1 độ 2 độ 3 độ thì từ đó là thổ nha các bạn. Rồi đây là từ cuối cùng của phần từ vựng của hôm nay của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Annyeong.